kính chào quý vị và các bạn. Nhờ những sóng lạnh tăng cường, miền Bắc ngày thứ 6 trời vẫn se lạnh. Nhiệt độ cao nhất tại thủ đô Hà Nội và hầu hết các nơi khác phổ biến trong khoảng là từ 19 đến 23 độ C. Riêng ở phía Tây như là Sơn La và Điện Biên Phủ trời có nắng 26 độ C. Và dự báo nắng ấm sẽ duy trì trong cả 3 ngày tới tại Sơn La. Buổi trưa chiều thì nhiệt độ ở quanh mức là 25 đến 26 độ C. Thời tiết này rất lý tưởng để du khách có thể chiêm ngưỡng hoa táo mèo hay còn gọi là hoa sơn tra đang bung nở, nhuộm trắng các bản làng ở vùng cao. Và lui xuống miền Trung, quý vị có thể bắt gặp những cơn mưa nhỏ bất chợt tại các thành phố từ Thanh Hóa trở xuống đến Huế trong ngày thứ 6. Còn từ Đà Nẵng trở vào cho đến Phan Thiết thì trời có nắng đẹp, nhiệt độ cao nhất là từ 28 đến 31 độ C. Các thành phố ở khu vực Tây Nguyên như là Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột và Gia Nghĩa sẽ nóng hơn với mức nhiệt cao nhất là 32 đến 34 độ C. Và khả năng đến cuối tuần này thì thời tiết ở Tây Nguyên mới dịu bớt. Và tại Đắk Lắk dự báo là thứ Bảy và ngày Chủ nhật thì nhiệt độ sẽ giảm nhẹ, cao nhất ngày còn khoảng là 32 độ C. Và đúng dịp này thì mùa hoa cà phê đang đến và du khách đến đây có thể được chiêm ngưỡng màu trắng tinh khôi bao phủ các triền đồi, nương rẫy trên từng cung đường ở vùng cao nguyên đất đỏ. Nắng cũng là thời tiết chủ đạo ở Nam Bộ trong ngày thứ 6. Tuy nhiên, mức độ nắng nóng có giảm bớt, chỉ còn xuất hiện cục bộ ở Châu Đốc, Vĩnh Long hay là Biên Hòa 35 độ C. Còn thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và các nơi khác, nhiệt độ phổ biến trong khoảng là từ 32 đến 34 độ C. Giai đoạn giảm nóng này sẽ còn kéo dài trong khoảng 2 đến 3 ngày tới. Như là tại Sóc Trăng thì vào cuối tuần này dự báo là nhiệt độ cao nhất sẽ duy trì trong khoảng là từ 33 đến 34 độ C. Nóng chủ yếu là vào buổi trưa. Các thời gian khác ở trong ngày sẽ dễ chịu hơn. Và đây là lúc quý vị có thể ghé thăm đường hoa Kèn Hồng ở trung tâm huyện Châu Thành. Hoa đang bung nở đều hai bên đường, tạo nên khung cảnh thơ mộng, thu hút nhiều du khách đến chụp ảnh. Và cuối bản tin là dự báo cho các điểm du lịch khác trên cả nước.